Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, thông tin trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Trùng Khánh đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến kinh doanh các mặt hàng ăn uống trên địa bàn chợ thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các văn bản, quy định pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm như tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đoàn công tác đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp lý về yêu cầu tiêu chuẩn hành nghề như tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với chủ cơ sở và người lao động, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, các chứng từ gốc nhập nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chế biến, lưu thông, phân phối sản phẩm. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở bán hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm để mọi người dân biết cách lựa chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Tại huyện Hòa An, Sở Tư pháp vừa tổ chức tập huấn công tác đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác tư pháp cho cán bộ chủ chốt các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các thông tư hướng dẫn về quy định xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo, kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch, Bộ Tư pháp và một số nội dung khác giúp cho cán bộ các cấp tiếp cận một số quy định của pháp luật về công tác trợ giúp pháp lý, công chứng, thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và đồn biên phòng Ngọc Côn vừa tổ chức hội nghị tập huấn luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho lãnh đạo chủ chốt công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị huyện và 21 xã thị trấn. Luật biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, gồm 6 chương và 36 điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu hai chuyên đề về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106 NDCP ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Lãnh đạo huyện Trùng Khánh yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về Luật Biên phòng Việt Nam. Công an huyện Nguyên Bình vừa tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân tại thị trấn Tịnh Túc. Đánh giá về kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đến nay, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững ổn định. Ý kiến của người dân đề nghị lực lượng tập trung cao độ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường đấu tranh với hành vi truyền đạo trái phép, cờ bạc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính hộ khẩu, căn cước công dân, nêu cao trách nhiệm của công an xã, công an viên trong việc giải quyết vụ việc ở địa phương. Trên cơ sở các ý kiến của người dân, Trưởng Công an huyện Nguyên Bình ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân. Số ý kiến kiến nghị của nhân dân, Công an huyện sẽ tiến hành kiểm tra xác minh. Qua đó triển khai các giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 8 tháng 8 đến 17 giờ ngày 9 tháng 8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.853 trường hợp. Trong đó có 95.300 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 10 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 4 trường hợp, huyện Hạn Lang 1 trường hợp, huyện Hòa An 4 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp. Các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Hiện có 3 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 45 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 14 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.729 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 566.853 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng test nhanh là 412.983 mẫu. Chiều qua mùng 9 tháng 8, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Tổng Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đang ở thăm Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, quân và dân hai nước đã kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc, lật đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại tướng Hun Manet trên các cương vị quan trọng hiện nay cũng như trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Hun Manet bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Mong muốn hợp tác giữa hai bộ quốc phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng trên các lĩnh vực, đạt hiệu quả cao, thực chất vì hòa bình, ổn định, độc lập và tự cường của mỗi nước. Chiều 9 tháng 8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3. Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý giải ngân đầu tư công vẫn chậm. Đây là vấn đề trầm kha nhiều năm. Sau đợt 3, vẫn còn hơn 355.000 tỷ đồng, Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đây là số tiền rất lớn, đề nghị Chính phủ, bộ ngành làm rõ vì sao, bao giờ thì phân bổ, giải ngân được số tiền này. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, gần hết một năm đầu thực hiện nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhưng không giao được vốn, dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp. Về vấn đề chậm giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vướng chỗ nào để cùng tháo gỡ. Song một trong những yếu tố dẫn đến chậm chính là không giao được vốn. Tỷ lệ giải ngân 7 tháng qua thấp hơn cùng kỳ năm 2021, khoảng 2%. Và thực tế nhiều năm nay, cả năm dao động ở mức 80 đến 95%, dự đoán năm nay đạt khoảng 92%. Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm có thể giao Ủy ban Tài chính Ngân sách phối hợp thống kê toàn bộ số vốn, cả trung hạn và chương trình theo nghị quyết 43, chưa giao được như một báo cáo giám sát, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, đồng thời nhấn mạnh thực hiện đúng theo tinh thần của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và nghị quyết của Quốc hội. Theo đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, việc giảm một nửa thuế xuất nhập khẩu ưu đãi với xăng như Nghị định 51 có nhiều ý nghĩa về nguồn cung hơn là giúp giảm giá. Mới đây, tại Nghị định 51 ban hành ngày 8 tháng 8 về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10. Tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, ban hành kèm theo Nghị định số 57. Chính phủ quyết định giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng. Cụ thể, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống 10%. Người dân kỳ vọng việc giảm thuế này có thể tiếp tục tạo đà giảm mạnh cho giá xăng như những lần giảm thuế bảo vệ môi trường trước đó. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, thì việc giảm thuế nhập khẩu lại có ý nghĩa về nguồn cung nhiều hơn. Theo tính toán của doanh nghiệp, nếu giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà giảm những ngày tới, giá xăng dầu trong nước sẽ có phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Song mức giảm cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu của cơ quan điều hành ra sao. Lợi dụng nhu cầu của người muốn đi lao động ở nước ngoài mà không phải qua các khâu tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, nhiều tổ chức cá nhân đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo. Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hình thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhắm vào mong muốn ra nước ngoài làm việc bằng mọi giá của người lao động. Thiếu thông tin và ham những việc nhẹ lương cao, nhiều người đi mà không biết điểm đến của mình như thế nào. Do vậy, người lao động phải tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp làm dịch vụ và cả quốc gia, vùng lãnh thổ, nơi mình muốn tới làm việc. Hiện nhiều thị trường mở cửa trở lại, tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Cụ thể, các nước châu Âu từ năm 2021, Hàn Quốc từ tháng 5 năm 2021, Đài Loan, Trung Quốc từ tháng 2 năm 2022. Sau đó một tháng, Nhật Bản cũng mở lại. Để tìm hiểu thông tin đối với từng ngành nghề công việc và các khoản chi phí để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động còn có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi của thành phố Hồ Chí Minh vẫn thấp hơn cả nước. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, sau một tuần triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện nay tỷ lệ trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 tại thành phố đã đạt được 51,2%, trong khi cả nước là 71%. Tỷ lệ tiêm mũi 2 ở độ tuổi này là 26,9%, cả nước là 39,9%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi là 25,5%, cả nước là 38,1%. Để tháng cao điểm đạt kết quả tốt nhất, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục quận, huyện yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang theo học, khẩn trương thống kê danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm chủng nhưng chưa được tiêm vaccine đầy đủ theo quy định. Khẩn trương cung cấp danh sách cho Trung tâm Y tế để phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ngay tại trường học. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo các chuyên gia lập mô hình bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Australia, nước này hiện đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 và các đợt lây nhiễm trong tương lai có thể xảy ra trên quy mô nhỏ hơn với tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn. Trước những lo ngại rằng khả năng né tránh miễn dịch vaccine của biến thể và biến thể phụ mới có thể dẫn đến những đợt dịch lớn bùng phát trở lại, đã có những bằng chứng mới về khả năng miễn dịch cao nhờ tiêm chủng cộng với sự lây nhiễm tự nhiên, giúp các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ngày càng tin hơn vào khả năng người dân có thể tránh được các triệu chứng bệnh nặng trong thời gian tương đối dài. Theo nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia, những người đã từng mắc COVID-19 và đã tiêm vaccine có thể cảm thấy yên tâm về khả năng miễn dịch lại của mình, tạo ra sự bảo vệ mạnh mẽ và lâu dài trong tương lai, chống lây nhiễm, bệnh nặng và tử vong. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Australia cho biết chính phủ vẫn chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó các đợt dịch COVID-19 trong tương lai và kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, bao gồm đi tiêm mũi vaccine tăng cường. Bản tin 9:10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.